đấy thì nó lên từ mà cứ mãi không không bị quốc cái quốc đúng rồi Như vậy ở đây các bạn chú ý giùm thầy lên bảng đã, gác lại mọi chuyện đi. Hello Long. Rồi như vậy sau khi mà thầy đã nâng cấp được cái máy server của mình lên thành Domain Controller. Đợi tí nó load đã. Đây, Domain Controller của mình là AMC100. Và bên máy client, nhiệm vụ của mình lúc nãy thầy có nói với các bạn là mình sẽ kết nối cái máy client này vào cái server. Được chưa? Như vậy thì để kết nối được thì mình sẽ kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái DNS. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ thấy là cái DNS, thầy sẽ setup lại cái DNS chỗ này tí xíu. Default font, thầy cho cái size lớn lên cho các bạn dễ thấy nha. Đây, ở dưới các bạn thấy rồi. Như vậy mình sẽ sử dụng một cái lệnh là ns log cup, và cái server của mình là amc100.com, là cái server hồi nãy mình cấu hình nè. Thì DNS mình đã học rồi, mình sẽ hiểu là nó phân giải tên miền cho mình ở chỗ này là amc100.com 192.168.100.2, là nó tự trả lời cho mình đó, được không? Và mình sẽ phân giải ngược lại ns lookup 192.168.100.2 coi thì nó hiểu không. Enter. Và ở chỗ này nó sẽ có một cái thời gian, nó kêu là cái 192 này nó không biết là ai hết. Như vậy mình mới chỉ phân giải được một chiều là từ tên miền thì nó trả về cho mình IP. Tại vì ở trên này nè, mình đang ns lookup tên miền nè. Thấy không? AMC100.com thì nó trả ra là 192.168.100.2. Là từ tên miền ra IP thì nó biết. Nhưng phân giải ngược lại là mình hỏi nó nè, ns lookup là bảo nó là cái địa chỉ 192.168.100.2 là của ai? Nó trả lời nè, DNS request timeout, tức là hết giờ rồi. Và nó trả ra server nó không hiểu, nó không biết. Mình hỏi nó mà nó không biết. Vậy bây giờ mình phải đi cấu hình để cho nó biết. Như vậy mình đang đứng ở đây là đứng ở bên client. Bây giờ mình qua DC để mình cấu hình nha. Nếu mà không thấy thì mang ghế lên chỗ này nè. Ừ. Bây giờ mình đi cấu hình thì trong cái server của mình sẽ vào phần DNS. Thấy DNS không? Click chuột xuống dưới DNS giúp thầy. Lấy chuột xuống DNS giúp thầy chỗ này. Đến cửa sổ này được chưa? Rồi ở bên này nó có nè, DC1 máy của mình 192.168.100.2. Lấy chuột phải lên đây. Lấy chuột phải lên. Chọn DNS Manage, quản trị DNS. Thấy được chưa nào? Bên này làm được chưa? Vô được rồi. Ok. Tiếp. Bấm vô. Thì ở chỗ này các bạn thấy nó có một cái cửa sổ là forward. Forward. Nó mình mở cái này ra. Đây. Tại sao mà nó cho mình biết được là AMC là địa chỉ 100? Đây các bạn. Thấy nè. Ở trên này các bạn thấy là nó có là amc100.com không? Và ở dưới này nó có thông tin là hot 192.168.100.2. Cái này chiều xuôi là mình biết được nè, chiều xuôi nè, forward.
và chiều xuôi cho mình biết là amc100.com thì nó trả về địa chỉ là 192.168.100.2 là hồi nãy mình để lúc đó nó trả ra đó. Bây giờ chiều ngược lại là reverse, chiều ngược lại reverse chưa có, mình click vô đây, click vô cái chiều ngược lại là các bạn nhắm vô phía dưới này nè, reverse lookup zone, cái gì mà lắc đầu chưa có đúng không? Rồi ok, mở ra thì vậy vừa nè, đi năm nè, đây địa chỉ của mình đây, rồi cái river không có, bấm vô river rồi, rồi ok, rồi khi mình bấm vô river không có thì mình sẽ new nè, click chuột phải lên cái river, các bạn chọn new zone giúp cho thầy, new zone chỗ này mình chọn net và chúng ta sẽ tạo cái zone là primary zone chính ha, primary zone zone chính tiếp, và chúng ta chọn cái mốc thứ hai. Mốc thứ hai là tất cả các DNS mà chạy trên cái domain controller này với cái tên miền là amc100.com. Net. Chọn phân giải tên miền cho IPv4. Net đến đây kịp chưa? Kịp không nào? IPv4. Đúng rồi, cái reverse, còn cái forward là nó tự tạo rồi. Đúng rồi, Trung Anh hay ha, chỉ là giúp, giỏi. Đó, phải vậy chứ. Bây giờ nè, Hưng đứng dậy đi chỉ bạn cái là hay nè. Ở chỗ này, các bạn sẽ chọn IPv4 và các bạn chọn net giúp cho thầy, gõ cái gì vô đây, đây quay trở lại mạng căn bản. Vậy cái vùng phía trước nè 192.168.x cái này gọi là net ID, nhớ không? Hello, vậy cái chấm hai là cái gì ID? Nhắc xong thì gục mà hỏi thì lắc. Hả? Với một cái IP thì cái phần phía trước nè tương ứng với subnet mask thì chúng ta gọi nó là net ID. ID nha. À, nguyên cả cái 192.168.100.2 gọi là IP, là bê phở. IP. Còn cái phần 192.168.100 thì chúng ta gọi là net ID. Vậy cái chấm 2 là cái gì? Đấy, học mạng căn bản rồi. Như vậy thì những cái máy mà chúng ta cùng cắm vô một cái switch, được chưa? Nhắc lại, mà nó cùng net ID thì những máy này mặc định sẽ nhìn thấy nhau. Còn khi mà chúng ta thay đổi subnet mask là một chuyện khác nữa, đúng không nào? Chia mạng con hoặc là hợp mạng đó. Và cái số 2 chúng ta gọi là hot ID, tức là địa chỉ cho từng máy, hay gọi là từng hot. Như vậy, ở chỗ mà cái DNS, các bạn sẽ gõ vô net ID. Còn net ID là bao nhiêu thì tùy theo cái cấu hình mạng của các bạn, tùy theo cái subnet mask nữa. Hello, Hưng, Trâm.
Được chưa? Cho mà làm gì đấy? Như vậy thì cái cấu hình của mình ở đây, mình sẽ đưa cái net ID vào là mấy? 192.168.100, tùy theo cấu hình mạng. Đây là địa chỉ mặc định thì nó như vậy. Còn nếu mà bạn làm quản trị mạng thực thụ thì các bạn sẽ có thể chia subnet. Nhưng mà chia subnet thì cái net ID này nhiều khi nó không giống với cái mình nhìn. Cái mà cái của em cấu hình á, máy của em bao nhiêu thì em cấu hình bấy nhiêu, thì em muốn chính xác thì em nhìn lại cái IP của mình á. Rồi chọn net, hello, đừng có bấm nữa. Tiếp tục ở đây các bạn chọn cái thứ hai, nó cho phép cả hai hình thức ha, để cập nhật mình cứ chọn cái thứ hai đi. Rồi giải thích thì mình sẽ giải thích cụ thể ở một cái bài khác. Được chưa? Chọn cái thứ hai chưa? Net. Chỗ này nó sẽ cho phép mình nhìn lại là mình tạo đúng địa chỉ không. Nó đảo ngược tí xíu, 100.128.192. Kệ nó. Mà đúng cái của mình là 192.168.100 là được rồi. Cái của các bạn thì 192.168 chấm số mấy, tùy theo cái IP mà các bạn đặt lúc nãy. Finish. Chỗ này vẫn chưa được, vẫn chưa lookup được đâu. Bây giờ mình vô cái reverse, mình sẽ thấy nó mới tạo cho mình nè. Alo. Lại phải nhắc. Net. Nó tạo được rồi. Mình vô cái 100.168.192. Mình thấy nó đã ghi ở đây là dc1.amc100.com. Mình click chuột phải bên cái khoảng không bên này giúp thầy. Click chuột phải bên khoảng không. Thấy Hưng thấy lạc hậu chưa? Thầy đã chỉ đến đâu rồi bây giờ lạc hậu chưa? Thấy chưa? Mới vừa khen xong là hết khen rồi đó nha, giờ bắt đầu chê nha. Rồi, tiếp. Mình sẽ chọn cái đầu tiên giúp cho thầy, new pointer. Rồi, chọn cái đầu tiên. Được không? Net. Đây, các bạn sẽ gõ cái IP vào. Và IP này thì chúng ta gõ cái IP của server domain controller của mình là chấm mấy? Chấm 2. Phía dưới phần hot name, các bạn bấm vô cái browse. Bấm vô cái nút browse. Nó sẽ hiện lên và mình sẽ double click vô cái mà nó đang cho mình trên màn hình. DC1AMC100.com nè. Double click vô và nó sẽ mở ra cho mình một cái thư mục là forward lookup. Double click vô. Chọn xuống dưới amc100.com, lại double click vô. Xuống dưới cùng nó có cái DC1 hot là 192.168.100.2. Đây. Được chưa? Như vậy mình bấm vô cái DC1, bấm OK. Đây. 192.168.100.2 sẽ được phân giải thành amc100.com. OK. Và mình đã có thêm một dòng mới. Được không nào? Bây giờ các bạn sẽ click chuột phải lên và các bạn chọn refresh lại cái DNS giúp thầy. Bạn click chuột phải lên cái dc1.amc.com ở bên tay trái, ngay phía sau cái chữ DNS á. Ngay phía sau chữ DNS. Các bạn click chuột phải thì nó sẽ có một cái menu là on tab, là tất cả những tác vụ. Kịp không? Thấy không? Click chuột phải lên cái DC chỗ này nè. Rồi, on tab thì các bạn thấy một cái dưới cùng
restart lại. Restart này là restart cái DNS thôi, chứ không phải là restart máy. Và mình bấm vô đây, nó sẽ restart cái DNS của mình lại. Quay qua máy client, mình làm lại cái việc lúc nãy. Lúc nãy nè, mình NSLOOKUP 100. Bây giờ dùng cái phím mũi tên đi lên NSLOOKUP AMC 100 hay là 24 hay là 5 gì đó tùy các bạn. Enter. Thấy khác không? Kết quả nó khác nè. Nó ra rõ ràng là DC1AMC100.com địa chỉ IP. Còn phía trên này, mặc dù nó ra ở cái đoạn sau, nhưng mà đoạn đầu nó vẫn báo là request timeout. Không hiểu. Cái này là trước khi mình cấu hình DNS. Còn nếu mình phân giải ngược, mình gõ IP vô thì nó không trả về luôn. Còn bây giờ chúng ta phân giải ngược, chúng ta gõ IP coi nó trả về cái gì. NSLOOKUP 192.168.100.2. Enter. Theo các bạn. Quá tuyệt vời. Nó trả về server cộng với address, và nó không có báo là request timeout. Như vậy, sau khi mình làm được cái công tác này thì mình mới join domain được. Được chưa? Như vậy cái phần này thầy đã hướng dẫn cho các bạn cấu hình DNS. Như vậy cái bài kiểm tra của mình thì nó sẽ có cái đoạn này. Chúng ta sẽ kiểm tra cái gì? Thứ nhất là các bạn phải nâng cấp được domain. Thứ hai là bạn phải cấu hình được DNS. Và khi bạn cấu hình được DNS thì bạn sẽ sử dụng hai cái lệnh lookup giống như thế này. Một là lookup tên miền, hai là lookup IP. Và bạn nào đã lookup được hai cái này thì capture cái màn hình một lần nữa và gửi lên đây. Đó. Như vậy thì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cái bước tiếp theo là cấu hình DNS.